trước trận đấu chúng ta đã thấy được những thông điệp đến từ những cổ động viên của Galatasaray, đó là Welcome to Hell. Nhưng ai mới là heo đây? Chẳng biết là thời gian còn rất nhiều, chúng ta cứ vui đã. Nhưng mà sau khi vui chúng ta cần phải tĩnh lại, thời gian còn rất nhiều. Đội kỹ thuật vẫn đang điều chỉnh để cho mọi người có một chất lượng tốt nhất ở trận đấu này. Anh em thông cảm đợi một xíu nha, vì thực sự là lượng người xem trận đấu này nó quá đông. Thay đổi Bele. Và tạo xuống dành cho Bôi. Chạy bóng vào, khá nguy hiểm. Và pha bóng hụt của Amrabat, bóng quay trở lại với Avril Onana. Còn nếu anh em đang ổn thì cứ để yên nha. Bóng cho Galatasaray.